Vâng, xin kính chào tất cả các bác anh các chị trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay cho mọi người một bộ quách tiểu sành nữa trong series quay tất cả các loại bộ quách tiểu sành mà Gốm Hoàng Phát đang có. Đây trước mặt quý vị anh chị các bạn là bộ quách tiểu sành cực đẹp, cũng là mẫu mới năm 2022. Với chiều dài quách là 77, chiều rộng là 39 và cao 39, tất cả đều là thuộc số đẹp của lỗ ban cho âm phần. Dũng quay trực tiếp cho tất cả anh chị cùng xem. Như anh chị đã biết thì tất cả những sản phẩm mà Dũng đang quay thì đều là sản phẩm mới của năm 2022 và đều được quay bằng điện thoại. Thế nên là hình ảnh rất là chân thực các bác nhé. Tuy nhiên là có một số sự sai khác giữa các màn hình điện thoại khác nhau. Vậy nên là các bác hãy bỏ thời gian trực tiếp xem tại cửa hàng thì sẽ chuẩn hơn, màu sắc nó sẽ chuẩn mực hơn. Đó, như quý vị anh chị đang nhìn thì các họa tiết đều là họa tiết khắc chìm rất đẹp luôn. Những cái chỗ màu đen ấy, là những cái chỗ nó chìm xuống và những chỗ màu đỏ nó nổi lên. Đấy, các anh chị sẽ nhìn thấy không ạ? Đó, nó tạo lên một nét rất là đẹp luôn. Ở đây thì Dũng sẽ tiện sẽ chỉ cho anh chị xem một cái số cái màu sắc như này. Đấy, cái này là bản thân nó là màu đất anh chị nhá. Tuy nhiên là qua khi mình đi nó bị xước thì thành ra cái phần màu ngoài và phần màu trong có sự chênh lệch. Tuy nhiên nó đều là phần sành. Đó, nếu anh chị một số anh chị chưa hiểu về cái chất liệu thì là nó như vậy. Và những cái phần màu đen này là cái phần màu bôi vào nhá anh chị nhá. Cái phần màu đỏ này đều là những phần màu đất, màu gốc của đất. Còn cái màu đen này mình sẽ bôi vào. Đó, để quý vị anh chị cũng như các bác có thể tham khảo thêm. Khi mình đi thì mình bị xước thì nó như này thôi. Còn bản chất của nó là chất đất ở trong. Đất ở trong với cả màu ngoài nó khác nhau nhé. Cái phần ở ngoài nó tiếp với lửa nó sẽ màu khác. Và phần cốt ở trong không tiếp với lửa nó sẽ hơi khác một chút nhé. Đây là do quá trình sơ xuất khi vận chuyển ạ. Nó sẽ tạo ra cái màu này. Đó. Những cái họa tiết rất là sắc nét luôn đấy ạ. Họa tiết rơi ngũ phúc. Đấy, họa tiết con rơi ạ. Họa tiết đồng tiền, kim tiền, ngũ phúc kim tiền, hai con rơi hai bên với chữ thọ tròn ở giữa. Phải nói là cái bộ quẩy tiểu quách này là bộ tiểu quách họa tiết là dày đặc nhất luôn. So với một số bộ họa tiết khác có thể nhiều cái phần trơn hơn. Ví dụ như cái bộ bên này. Đấy, các bác nhìn nó là hàng sành, sành nâu với có nhiều những cái phần này thì nó là phẳng. Thế nhưng bên này quý vị anh chị nhìn xem, ở nó có họa tiết rất nhiều luôn, từng tầng khác nhau đã họa tiết khác nhau rồi. Đây tầng trên này, tầng rưỡi, tầng dưới cùng này, mặt thân này đều là các họa tiết hết. Đó, rất nhiều họa tiết, rất tỉ mỉ luôn. Đây là một trong những cái bộ mà khắc rất nhiều. Như quý vị anh chị đang nhìn đây, cái phần tròn này này thì chính là những phần đầu nhé, phần đầu của quách tiểu, và phía đuôi sẽ là phần vuông. Tròn tượng trưng cho trời và vuông tượng trưng cho đất. Thì khi sang các đất mộ bốc mộ, xương cốt của các cụ thì mình cũng sẽ hướng cái phần đầu vào cái phía trước này, đặt vào phần tròn này. Ở trong cái bộ tiểu quách sẽ là phần tiểu, Dũng sẽ quay cái phần tiểu cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Vâng, là đây là sau khi mở nắp ra, nắp đã được đặt cẩn thận dưới xin nền rồi. Thì Dũng sẽ quay cái phần trong cho các bác anh chị cùng xem. Như các bác anh chị đang nhìn thì đây chính là phần quách ạ. Và đây là phần tiểu, cái này là cái phần nắp tiểu đó. Đây, cái khoảng cách giữa tiểu và quách là một đoạn nhỏ bằng cỡ một đốt ngón một cái ngón tay. Đấy, vừa một ngón tay. Thì khi mình làm thì mình có thể cố định bằng cách là một số nơi thì cho là chè này, hay là chèn cát vàng hoặc là đá thạch anh, vân vân. Cái này thì tùy theo phong tục mỗi nơi thì làm khác nhau. Nhưng mà cái phần tiểu và quách bao giờ cũng có một cái khoảng trống như vậy. Để khi đặt vào cái tiểu, đặt lọt vào cái quách, khi cần cố định thì mình cố định rất nhiều thứ luôn. Nhưng mà tùy cái địa phương, có nơi giả bùn gỗ vân vân, có nơi thì có người chắc chắn người ta còn lót cả xi măng luôn. Đó, như các bác đang nhìn đấy ạ. Thì Dũng xin phép bỏ luôn cái nắp tiểu ra cho mọi người cùng nhìn. Về các họa tiết là cái tiểu với quách nó tương đồng nhau nhá, nó chỉ khác về kích thước thôi. Cái tiểu nó bé hơn cái quách thôi. Còn các cái phần họa tiết bên ngoài, bên trong, bên trái, bên phải, trên dưới đều như nhau hết. Khác nhau ở phần kích thước lớn bé thôi ạ. Cũng xin bỏ cái phần nắp của cái tiểu ra. Vâng ạ.
Đây chính là cái phần lõi, cái phần lòng trong của cái bộ tiểu quách. Đó, những cái phần trắng kia là xốp ạ, xốp để đặt đấy để khi mình cố định cái phần sản phẩm tiểu quách khi vận chuyển để cho tránh nó xê dịch. Đó, cái phần lòng này ạ, tất cả lòng này thì rất là thô mộc, kiểu thô mộc thì đấy, như các bác đang nghe thì cái âm thanh nó rất là đanh, chắc chắn mà không phải dập. Sẽ có lỗ ở phía dưới, có lỗ ở hai bên đầu đây ạ, và bên đuôi đây ạ. Đó, đầy đủ nó sẽ là như vậy. Một số các bác hỏi là cái phần này có lót gì không, thì bản thân khi bán ạ thì gốm Hoàng Phát sẽ chưa lót, để quý vị các bác anh chị có thể biết là phía lòng trong là đã là đẹp hay chưa. Nếu mình lót mất rồi thì một số khách kỹ tính thì phải yêu cầu bỏ ra để xem có bị nứt vỡ sứt gì không. Đó, thế nên là đây là lý do tại sao bộ này là gốm Hoàng Phát đã không lót cái vải vào. Nếu lót vải thì đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là để cho khách hàng biết là sản phẩm vẫn đang ổn, vẫn đẹp, vẫn liền mạch. Đó, thì sẽ không có lót vải trước. Đó, đây là cụ thể các cái thành phần của bộ tiểu quách như các bác đang nhìn. Tiểu ở trong, quách ở ngoài và nắp quách đây, nắp tiểu đây. Khi đặt vào trở thành một bộ liền mạch, có cân nặng khoảng 70kg một bộ, cũng rất là nặng, chắc thế nên nó mới tạo độ chắc chắn cho cái sản phẩm tiểu quách của mình. Vâng, thì các bác hãy nhớ đăng ký kênh cũng như like video, share video để bên em thể ra những video mới, quay review chi tiết cho các bác xem. Các bác nhớ số điện thoại hotline là 0918 482 648, cũng như là địa chỉ là gốm Hoàng Phát, số 21 thôn 6 Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội. Thì rất mong nhận được các cái lời bình luận của các bác cũng như là các đơn đặt hàng của các bác, khi các bác có thể liên lạc hotline để bên em có thể tư vấn cũng như đến tận nơi để chiêm ngưỡng sản phẩm một cách cụ thể chi tiết nhất. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào.